Hello, chào mọi người, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Mom. Mình là Thương, mình đang sống ở Hội An. Mình dạy các lớp yoga online và các khóa học yoga bầu. Bạn có thể tham khảo chi tiết ở trên website của mình nha, là yogimomvn.com. Hôm nay là một bài tập ngắn, bài tập về cơ, giúp cho bạn săn chắc lại cơ, không bị chạy xệ. Mọi người hỏi mình là sau sinh thì bao lâu sẽ phục hồi lại dáng, bao lâu làm thế nào để giảm cân sau sinh á? Thì theo mình lúc mình đang học y học cổ truyền ha, thì mình thấy là chúng ta mất 9 tháng, 10 tháng, 9 tháng để mang thai, sau đó là cả 1 năm để cho con bú rồi thức khuya dậy sớm chăm sóc con cái nữa. Cho nên đừng áp lực quá về việc phải lấy lại dáng nhanh chóng sau sinh, mà hãy cho cơ thể mình có thể là 2 năm để về lại cái phục hồi lại cái trạng thái ban đầu. Và mình thấy là đúng là sau 2 năm thì cơ thể mình nó hoàn toàn quay trở về cái trạng thái gần như là ban đầu, mặc dù còn một chút xíu mỡ vẫn còn ở vùng bụng. Thì có thể đó là cái dấu hiệu để biết là mình đã từng sinh nở một lần và một chút xíu mỡ vẫn còn vương trên người mình. Thì sau sinh thật ra là mình cũng không tăng quá nhiều cân trong cái quá trình mang thai, mình chỉ căng 7 cân thôi và em bé cũng gần 4kg rồi, cho nên đẻ xong thì gần như là cơ thể cũng không quá mập, nhưng mà giống như là trữ nước hay là sao á, nhìn vẫn ù, và cái cơ bắp nó cũng không được săn chắc như là hồi trước. Nhưng mà bí quyết duy nhất của mình đó là duy trì cái chế độ ăn khỏe mạnh, lành mạnh và tập đều đặn từ trước bầu, trong bầu và cả sau bầu và cả bình thường nữa. Thì bạn có thể sắp xếp tập 2 buổi một tuần, 3 buổi một tuần hoặc là 4 buổi một tuần, thế nào cũng được. Không cần tập quá mạnh, không cần tập quá sức của mình, không cần phải phát kiệt sức ra trong một buổi tập, mà hãy duy trì cái chế độ tập đều đặn. Ví dụ trong lúc mang thai mình tập đơn giản nhẹ nhàng 30 phút, 40 phút phù hợp với cái thể trạng lúc mà cái tuần thai đó của mình. Sau khi sinh hoặc là bạn có thể mổ hoặc là có thể sinh thường thì cũng tập những cái bài tập mà phù hợp với thể trạng lúc đó, nhẹ nhàng. Lúc mà mới sinh xong thì vết mổ có thể sẽ đau thì mình tập nhẹ nhàng để thư giãn vai, cổ, lưng. Sau đó nữa thì khi mà cơ thể nó đỡ hơn rồi mình mới tăng cái bài tập dần lên nha. Đừng có ép cơ thể là trong vòng 3 tháng phải giảm được chừng này chừng kia thì nó khá là áp lực á. Cái triết lý của mình đó là duy trì cái sự đều đặn, tập vừa phải nhưng mà phải tập đều. Nào, bài tập hôm nay là một bài tập ngắn cho bạn muốn lấy lại cái sự săn chắc, săn gọn lại cái cơ đùi, cánh tay, vai. Nào, chạy thảm ra và tập cùng mình thôi nha. Nếu bạn mà không muốn nghe cái khúc giới thiệu dài quá thì kéo tới khúc này, mình bắt đầu tập nha. Nào, ngồi trên cái thảm của mình, ngồi thẳng lưng, dễ chịu nè. Đặt hai tay lên đầu gối, mở cái lồng ngực, mở vai, dễ chịu. Nào, nhắm mắt lại, hít thở một vài nhịp. Hãy hít thở sâu và dài qua mũi của mình. Hơi thở của mình chậm, mình lắng nghe được cái nhịp đi vào và cảm nhận được cái nhịp đẩy ra. Êm và đều. Nhẹ nhàng, chậm rãi. Gương mặt mình thoải mái nào. Mình hít một hơi sâu cùng nhau và thở dài ra. Nhẹ nhàng mở mắt ra. Mình khởi động một chút nha.
Nào hai tay mình chắp về trước ngực của mình. Phần giữ lưng thẳng và vai thẳng. Chuẩn lưng thẳng nè, hít vào một hơi sâu. Mình luồn ngón tay lại, còng cái lưng về sau. Thở ra duỗi căng cái cánh tay căng về phía trước. Sau đó mình đánh nhẹ qua phải, qua trái. Lắc lắc để vai của mình dễ chịu hơn. Sau đó mình quay về giữ, hạ cái cánh tay. Vươn lên trời một vài lần này, hít vào. Lên, căng lên. Hạ xuống. Thở ra. Nào, lặp lại. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Hai nhịp nữa nha. Lên. Thở ra. Nhịp cuối nào. Hít sâu. Và thở ra. Sau đó thẳng lưng. Đan hai tay về phía sau lưng của mình. Lồng cái ngón tay lại. Đừng có còng còng cái tay như vậy ha. Mình duỗi thẳng ra này. Thẳng ra thì mới vào cái vai, vào cái cánh tay của mình được. Nào, nhìn lên trời. Hít ưỡn về phía trước, gập xuống. Hạ trán xuống. Mình chạm được trán xuống sàn hay không chạm được không sao hết nè. Cầm cao cánh tay lên. Thở ra. Lên trở lại. Nào ngồi lên. Thở ra. Ngồi lên. Thở ra. Tiếp tục. Nâng lên. Hạ xuống. Hít vào. Và cúi về phía trước. Mình thở ra. Sau đó trở lại. Ngồi lên. Hít vào. Xoay về bên phải của mình. Đặt tay trái lên gối phải. Đánh lấy tay phải về sau. Nào hóp vùng bụng. Xoắn nhẹ về sau. Thở ra. Sau đó mình quay trở lại. Mình sẽ vặn về bên kia. Nào. Tay phải lên gối bên trái. Vặn về trái. Nhìn về sau. Thở ra. Và quay về giữa trở lại. Vươn hai tay lên. Hít vào. Mình đưa hai tay về sau mông của mình và chạm cái mũi tay, chồng cái bàn tay xuống sàn này. Mình hơi triền về phía sau một chút ha, không có rườn quá. Nào, duỗi thẳng hai chân của mình dại về phía trước. Bàn tay xòe bám chắc nào. Nhìn thẳng về trước, bắt đầu cái cơ đùi này, mũi chân duỗi căng, nhấc cái mông lên. Hạ mông xuống. Nào, nhấc mông, gồng bụng nhìn lên nha, lên. Xuống. Hai, xuống, ba, hạ xuống, tiếp tục cố lên, bốn, nhịp cuối, năm, hạ xuống, chặt hai chân lại, và nhịp hai gối, nghỉ cái đùi một chút, mình sẽ lặp lại năm nhịp tiếp theo. Nhưng mà nghỉ một chút đã là, như mình nói hồi nãy đó, chậm rãi, từ từ. Rồi nó cũng giảm thôi. Và không cần phải ép và áp cái cơ thể mình quá nhiều. Nào, tiếp tục 5 lần nữa. Duỗi về trước, khép mũi chân này, gót chân này. Hai tay chống về sau, xoay tay về phía mông này. Tìm cái vị trí dễ chịu cho vai, cho lưng. Nào, nhìn lên. 1. Hạ xuống. 2. Hạ xuống, không cần quá nhanh ha, chậm này. 3. Hạ xuống. 4. Hạ xuống. Nhịp cuối cùng. 5. Và hạ xuống. Lại chặt bàn chân.
và nhịp nhịp nhẹ nhàng hai đầu gối. Sau đó mình về tư thế chó úp mặt, bạn kéo hai bàn chân, chống tay về phía trước và lùi hai cái chân mình về phía sau này, và đẩy lưng vào tư thế chó úp mặt, xòe bàn tay bám chắc ha, và đạp cái bàn chân duỗi về phía sau. Nào, một hơi thở dài nữa nào, giữ tư thế chó úp mặt đào đót nha. Bàn tay xòe bám chắc. Nào, hít một hơi sâu. Mình thở ra. Và mình sẽ vươn về trước trong tư thế tấm ván này mọi người, nhón mũi chân lên. Vươn vai vuông góc về tấm ván. Đẩy về sau. Thở ra. Lặp lại liên tục. Vươn về tấm ván. Khóa vùng bụng lại. Thở ra. Nào, lặp lại 5 lần nha. Hít. Thở. Hít. Thở. Về trước. Dạn về sau. Hai nhịp nữa về trước. Dạn về sau. Nhịp cuối. Và đợi về phía sau. Lần này mình sẽ kết hợp tay đi với cái động tác của mình ha. Vươn về phía trước này. Mình rồi tay trái. Đẩy về sau này. Rồi tay trái. Nắm qua cái đùi bên phải của mình. Duỗi về sau. Sau đó về lại. Vuông góc. Tay phải nè. Vặn về phía trái. Vuông góc. Tay phải trái kéo về. Tiếp tục. Phải. Về trước, trái, về trước, vươn ra, về phía sau, dạn ra, nhịp nữa nào, về bên phải, và dạn ra, sau đó mình hạ gối xuống sàn, lùi mông ngồi về gót chân, nếu bạn có mồ hôi quá, lau lau bớt hết mồ hôi. Điềm tĩnh hơi thở của mình lại. Hít sâu. Và thở dài. Mình đứng lên. Đứng về phía đầu thảm của mình nào. Mình giữ mũi chân của mình khép lại. Gót chân mở. Thẳng lưng nhìn về phía trước trong tư thế trái núi. Vươn hai tay lên trời. Hít vào. Duỗi người nhìn lên. Cúi người ra về phía trước. Chạm hai tay xuống sàn, thở ra. Giãn lưng song song với mặt đất, hít vào. Cập người rạp xuống, thở dài. Chân phải của mình bước về phía sau, chống mũi chân. Vuông góc cái đùi phía trước, nhìn về trước này. Quạt ngang, vươn hai tay lên trời. Nâng lên, vươn vai, vươn cánh tay. Hai tay chắp lại, móc cái ngón cái vào. Rướn lên, nhìn lên. Hít vào một hơi sâu. Mình sẽ gỡ hai tay ra, cúi người về trước và mình đan hai tay về sau lưng của mình khóa lại. Gập cái cằm của mình sát vào cái đầu gối phía trước. Sau đó mình nhấc lên 90 độ này. Lên, cánh tay kéo vào hông, mở ngực nhìn về trước. Gập về cằm về hướng đầu gối. Thở ra. Lặp lại vài lần nha. Lên. Xuống. Lên, xuống, nhấc lên, hạ xuống, hít vào, thở ra, và nhịp cuối cùng, nâng lên, hít vào. Sau đó gỡ hai tay, vươn lên trời lần nữa nào. Bàn tay móc ngón cái vào rướn cao. Ngẩng mặt nhìn lên. Sau đó cúi về trước, chạm hai tay chống xuống sàn. Mình bước về tư thế tấm ván này. Vai, lưng, vuông tấm ván. Hạ gối, ngực cằm. Trườn lên, vai mở rộng. Siết đùi tư thế rắn hổ mang. Và trả về phía sau. Tư thế chó úp mặt nào.
duỗi về phía sau và thở dài ra. Giữ người vững chắc này, mình tiếp tục vươn về vuông góc, tấm ván khóa vùng bụng lại, duỗi về sau, chậu úp mặt, tiếp tục về trước, về phía sau, vươn vai về trước, về sau, về trước. Lần này kết hợp với tay ha, tay trái duỗi về sau, vươn về trước, tay phải kéo về sau, vươn về, tay phải, tay trái, tiếp tục tay trái, tay phải, và vươn về tư thế tầm ván. Sau đó đẩy sâu, khuỵu nhẹ cái đầu gối vào tư thế chó úp mặt, và mình sẽ bước về đầu thảm của mình nè, bước bò bước bước chậm rãi hai chân, cùi rạp xuống sàn, giãn lưng song song với mặt đất, cặp người rạp xuống, thở ra, vươn tay đứng lên, vươn vai, nâng người siết vùng bụng nhìn lên, và chắp tay về trước ngực, mình thở ra. Nếu bạn mệt quá, nghỉ một chút xíu rồi tiếp tục vòng tiếp theo. Nếu bạn còn tập được thì tập luôn nha. Vươn hai tay, duỗi lên, hít vào, cúi người gập về, rạp về phía trước, thở ra. Giãn lưng song song với mặt đất, rạp xuống, thở dài. Chân trái bước về sau, chống mũi chân vuông góc. Vươn hai tay, đứng lên, móc ngón tay cái, duỗi lên, ruồn vai, mở lồng ngực. Nào nhìn lên, cúi nhẹ về phía trước, đan hai tay về sau, lồng ngón tay căng, cúi sâu xuống đầu gối của mình. Sau đó lên, hít vào, cúi về phía trước. 2, về phía trước, cơ đùi bên phải vững chắc nào. 3, về phía trước. 4, cố giữ chắc được sự thăng bằng, về phía trước. Nhịp cuối cùng nào, lên và vươn hai tay lên trời, vươn cao rướn lên, cúi hai tay chạm xuống sàn, rút về tư thế tấm ván, hạ gối, ngực cằm, trườn vai lên nào, ép vùng đùi vươn lên rắn hổ mang, và trả trở về chỗ úp mặt. Nào thở dài, lắc lư nhẹ vai, ngực, hông, thở ra. Khuỵu nhẹ gối, mình bước trở lại về đầu thảm của mình, cúi rạp xuống sàn, thở dài. Giãn lưng song song với mặt đất, rạp xuống, thở ra. Vươn vai đứng lên lại nào, hít vào, đứng lên, vươn hai tay nhìn lên, và chắp hai tay về trước ngực, thở dài, hít vào sâu, thở ra sâu, một nhịp nữa nào, hít vào, thở ra, và mở mắt ra, xoay về hướng màn hình, mình tách rộng hai chân của mình ra. Trả lại lưng một chút ha, cập sâu về trước, bạn có thể khuỵu gối hoặc thẳng gối, cập sâu, cúi về phía trước, sau đó gác cái cùi chỏ chạm sàn, bạn nào chưa được thì chạm mấy cánh tay xuống sàn, nhưng mà lõng vai xuống như vậy. Ai chạm được cái cùi chỏ buông xuống, giữ ở đây, thở dài qua mũi của mình, hít một hơi sâu, chống hai cái bàn tay của mình vuông góc lên nè, tay trái đặt vào giữa, qua tay phải vươn lên, nhìn lên trời. Đổi bên, hạ tay phải xuống, nhìn qua trái, vươn tay trái lên trời, nhìn lên.
Nào, hạ xuống, thở ra. Khép hai cái đầu gối của mình xuống. Và ngồi mông lên gót chân hay tay đặt lên gối, lên đùi của mình. Hít vào một hơi sâu, nhắm mắt. Thở ra, mở mắt ra. Giữ nguyên hai cái mũi chân chuỗi về sau, mình ngồi qua cái mông bên trái của mình này. Ẹo cái mông ngồi qua. Hai cái mũi chân vẫn duỗi về sau ha, người hơi nghiêng một chút. Vươn hai tay lên, nghiêng về bên phải của mình này. Chống tay phải xuống, kéo hết toàn bộ vùng lườn bên này căng, thịt căng. Đây là một trong những cái động tác mà giúp kéo lườn vào thật rất là sâu luôn. Rất là đã, nào giữ lại. Một hơi nữa hít sâu. Hạ tay trái, thở ra. Ngồi hẳn qua bên phải của mình luôn. Ngồi, ẹo qua. Rồi nào, vươn lên. Giãn tay bên trái, chống xuống kéo lươn. Nghiêng qua. Nghiêng qua vào sâu theo khả năng của mình. Thả lên trở lại. Nào, đưa hai chân về trước, bàn chân chạm vào nhau. Nhịp nhịp hai gối lên xuống nhẹ nhàng. Và mình cúi gập cái đầu mình về hướng cái bàn chân. Bàn tay nắm cùi chỏ mở ra này, cúi nhẹ xuống. Và sâu hơn một chút. Và sâu hơn một chút. Cúi xuống từ từ. Và nhẹ nhàng nâng lên. Ngồi lên lại. Hai tay đặt lên gối. Lòng bàn tay ngửa. Lưng và vai mở rộng. Mát lại, mình hít một hơi dài. Thở sâu qua mũi của mình. Một hơi nữa nào, hít một hơi sâu. Thở dài ra. Và mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn bạn tập cái bài giãn cơ ngắn vừa rồi. Nếu mà bạn có thời gian, hãy tập thêm một vòng nữa, quay lại từ ban đầu đó và tập trở lại một vòng nữa nếu được ha. Cảm ơn bạn, hẹn gặp bạn vào bài tập lần sau. Nếu bạn muốn tìm thêm các thông tin về các lớp học của mình, lớp online mỗi ngày hoặc là cái khóa bầu thì tìm ở trên website của mình nha, yogimomvn.com. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau. Chúc bạn tập đều và tập chăm chỉ nha. Quan trọng là chăm chỉ đều đặn. Tạm biệt mọi người.